Bố Dũng ơi, bố có số của thằng Huy nhà bác Duyên không? Tí cho con. À không có gì. Dạ. Dạ. Kệ nó, tí về anh hỏi sau cũng được. Vâng. Con chó cảnh con quanh mà. Phải. Chờ cám chân nặng ở đâu? Dạ? Không, số của thằng Huy, Huy Duyên cơ mà. Cái này cắt như thế nào thì để bảo để cho cắt được bắn nút thôi. Để đợi con tí. Cắt thì đấy thì cắt thứ các bạn thôi đấy. Này con. Bảo nó chở xe đất sợ nó mai nó quên. Mới giờ con lấp cái giếng ở dưới lèn nhà con đi. Đổ đường.